ngày kỹ thuật tuần tại tàu của Hải đội 137 vùng 1 Hải quân, bắt đầu bằng việc chỉ huy tàu quán triệt, phân công ra nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, kiểm sửa vũ khí trang bị kỹ thuật theo kế hoạch đã được chỉ huy hải đội phê duyệt. Tiếp đó, các ngành phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ bộ phận và cá nhân đảm nhiệm từng vị trí, bảo quản, bảo dưỡng tàu, nhất là tuân thủ nghiêm ngặt phiếu công nghệ để kiểm soát khối lượng chất lượng công việc, tránh hiện tượng bỏ sót, sai quy trình dẫn đến hư hỏng trang bị do lỗi chủ quan. Trong năm vừa qua, chúng tôi đã tổ chức thực hiện toàn diện các nội dung theo mô hình bảo quản dự phòng, kiểm sửa định kỳ. Trong quá trình bảo quản, chỉ huy tàu thường xuyên kiểm tra, giám sát, duy trì đúng nội dung, đủ thời gian ngày kỹ thuật. Chỉ những quân nhân đã được kiểm tra cấp chứng chỉ độc lập khai thác vũ khí kỹ thuật mới tham gia bảo quản bảo dưỡng trang bị. Chúng tôi tập trung thực hiện tốt công tác huấn luyện kỹ thuật, huấn luyện được cán bộ chiến sĩ nắm chắc sử dụng thành thục, làm chủ vũ khí kỹ thuật được biên chế, biết cách bảo quản bảo dưỡng theo tài liệu của nhà sản xuất, sửa chữa khắc phục được các hỏng hóc thông thường theo phân cấp. Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kỹ thuật, Hải đội 137 thành lập các tổ sửa chữa chuyên sâu theo từng chuyên ngành trên tàu. Lấy các đồng chí nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn tốt, có kinh nghiệm để kịp thời sửa chữa, khắc phục những hư hỏng của trang bị kỹ thuật, đảm bảo cho tàu luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ được ngay khi có lệnh. Các tàu thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra sấy máy vào các buổi sáng, kiểm tra bảo quản, bảo dưỡng tàu, vũ khí trang bị kỹ thuật trước, trong và sau khi thực hiện nhiệm vụ. Ngành phổ biến cho anh em toàn ngành cái thực hiện ngày kỹ thuật tuần tháng quý. Sau đó là triển khai theo phiếu công nghệ những công việc mà trang bị vũ khí của từng vị trí một. Tôi cũng mang hết tinh thần trách nhiệm và vận hành khai thác vũ khí trang bị của ngành luôn trong sẵn sàng chiến đấu và thực hiện mọi cái nhiệm vụ trên giao. Năm 2021, Hải đội 137 đã bảo đảm đầy đủ kịp thời số lượng chất lượng, đồng bộ, tàu, vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên đột xuất, bảo đảm cho gần 30 lượt tàu hoạt động với trên 7.000 hải lý trên biển an toàn. Duy trì nghiêm nền nếp công tác kỹ thuật, bảo đảm tốt vũ khí trang bị cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc.